để kịp thời sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19, cũng như đánh giá nguy cơ dịch trong cộng đồng. Đến nay, các quận huyện đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm đại diện hộ gia đình theo kế hoạch. Theo đó, các quận huyện đã lấy 114.260 mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình, qua đó đã phát hiện 57 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Quận Sơn Trà là địa phương có số lượng mẫu xét nghiệm nhiều nhất với gần 25.000 mẫu, tiếp đến là huyện Hòa Vang và các quận Hải Châu, Liên Chiểu. Trước nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai xét nghiệm các khu vực có nguy cơ cao, các vùng phong tỏa, xét nghiệm theo tần suất 3 ngày một lần với tiểu thương buôn bán cá thịt tại các chợ. Địa phương Sơn Trà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho người dân tại các phường đang thực hiện cách ly y tế.